tên là Trần Bé Quỳnh Như, năm nay em 18 tuổi, em học ở Đại học Khánh Hòa ở Nha Trang. Hôm nay em vừa nhận được visa thì kinh nghiệm của em thì em không có nhiều kinh nghiệm, nhưng mà vào đó thì chắc chắn sẽ run, nhưng mà cứ tự tin nói rồi học những cái gì mà mấy cô ở đây bày rồi. Em xin cảm ơn trung tâm du học UAE để giúp em được lấy được cái visa ngày hôm nay.